Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, chiều ngày 3 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2022. Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Trong năm 2021, huyện Văn Lâm là huyện đứng top đầu về tốc độ phát triển của tỉnh và tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về nguồn đóng góp vào ngân sách nhà nước với gần 3.500 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách đạt trên 1.300 tỷ đồng, đạt gần 55% kế hoạch giao. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đứng đầu các huyện, thị xã, thành phố năm thứ 5 liên tiếp. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm kiến nghị đề xuất Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh một số vấn đề như đẩy nhanh tiến độ công tác tra cứu, thẩm định, giúp huyện và cơ sở có căn cứ kết luận, tiêu chuẩn chính trị, phục vụ phê duyệt quy hoạch cấp ủy cũng như thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ. Các đơn vị có liên quan hỗ trợ huyện có biện pháp tăng thu từ khoản tiền nợ động thuế của các doanh nghiệp đã qua nhiều năm, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, ưu tiên bố trí kinh phí từ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ huyện đầu tư hệ thống hạ tầng đô thị, ưu tiên kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, bổ sung số lượng người làm việc theo định mức quy định cho ngành giáo dục theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia. Dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành đã trả lời những ý kiến kiến nghị của huyện, đồng thời gợi mở một số giải pháp để huyện tháo gỡ những khó khăn cũng như định hướng chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, huyện Văn Lâm cần tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên, củng cố xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quan tâm phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh huyện Văn Lâm đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế như chất lượng hiệu quả việc triển khai quán triệt học tập và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở một số đảng bộ, chi bộ ở huyện Văn Lâm còn thấp. Việc phát triển kinh tế xã hội chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, cơ cấu kinh tế chậm dịch chuyển, việc quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng còn một số hạn chế. Tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng hạ tầng, các khu cụm công nghiệp, khu đô thị và một số công trình dự án đầu tư còn chậm. Quản lý nhà nước về đất đai rồi xây dựng đô thị, môi trường còn nhiều mặt hạn chế, chưa phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh các vi phạm pháp luật. Công tác quản lý giám sát ở một số cơ sở tôi cho là cũng có những biểu hiện là buông lỏng quản lý, và các vi phạm về đất đai và môi trường ở một số nơi có thể nói là hình thành các cái điểm nóng gây bức xúc trong dư luận. Rồi tình trạng vi phạm và xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp hoặc là xây dựng trái phép, vi phạm hành lang giao thông, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến hết sức là phức tạp. Ngoài 60% đã được xử lý, các đồng chí còn 464 cái công trình vi phạm nữa chưa xử lý được, và gần đây còn tiếp tục phát sinh những công trình xây dựng trái phép của doanh nghiệp, của một số doanh nghiệp cùng một lúc. Thì các đồng chí thấy là trách nhiệm của các cấp ở cơ sở của chúng ta là chưa tròn vai, chưa tròn trách nhiệm ở đây để xảy ra vi phạm mà không phát hiện và xử lý nghiêm minh. Chất lượng lập và triển khai cũng như là quản lý việc thực hiện các quy hoạch của huyện Văn Lâm là rất yếu kém, bất cập, tình trạng phát triển không theo quy hoạch, có quy hoạch, thậm chí có quy hoạch cũng chẳng theo. Thế cho nên là có thể nói là cái không gian về phát triển của Văn Lâm của chúng ta hiện nay nó chia cắt, nó manh mún, rồi nó hình thành những cái khu đất xen kẽ. Để khắc phục những tồn tại hạn chế đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và chương trình làm việc của cấp ủy các cấp, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Về phát triển kinh tế xã hội, cần tập trung huy động nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, nhất là hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và dự án đầu tư trọng điểm. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chuyển dịch sang phát triển đô thị dịch vụ, đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung huyện Văn Lâm, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án công trình trên địa bàn huyện. Văn Lâm phải phấn đấu trở thành đô thị và thành một cái đô thị và một trung tâm công nghiệp dịch vụ lớn hiện đại của cả tỉnh, để cùng với Văn Giang, Mỹ Hào chúng ta hình thành được cái hành lang kinh tế, một cực phát triển mới của tỉnh của chúng ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khẩn trương xây dựng và trình Ban Thường vụ ban hành nghị quyết về phát triển đô thị huyện Văn Lâm đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, các đồng chí phải hoàn thành sớm. Làm thế nào đấy là cuối tháng này, với sự hỗ trợ của các sở ngành thì các đồng chí trình lại cho Ban Thường vụ đề án này để chúng ta sớm được phê duyệt vào cơ sở để triển khai. Tập trung giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật cho các dự án công trình trên địa bàn huyện, nhất là các dự án giao thông trọng điểm, các dự án đô thị, công nghiệp lớn để tạo động lực phát triển. Thì tôi đề nghị cái này trước 31 tháng 12 năm 2022 các đồng chí phải hoàn thành cái giải phóng đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài. Và trong cái giải phóng mặt bằng, tôi đề nghị các đồng chí chúng ta rất quyết liệt, nhưng quyết liệt phải đúng tinh thần quy định của pháp luật, trên cơ sở là bảo đảm là chúng ta coi trọng các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận của người có đất bị thu hồi cho các dự án, vì sự phát triển chung của cả tỉnh chứ không phải riêng của Văn Lâm. Và các đồng chí rất lưu ý trong cái việc về thu hồi đất, cần phải đảm bảo việc làm, sinh kế và nơi ở cho người có đất bị thu hồi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Văn Lâm cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, củng cố quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.